Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Dòng chảy cuộc đời. Quý vị thân mến, giúp đỡ người khác thể hiện đạo đức và lòng trắc ẩn của bản thân chúng ta. Tuy nhiên, không phải ai cũng xứng đáng nhận được sự giúp đỡ. Đặc biệt là trên đời này có một kiểu người mà chúng ta không nên lãng phí công sức để giúp họ. Hãy cùng theo dõi video để biết đó là kiểu người nào nhé! Trong đời có một kiểu người nhất định không nên giúp đỡ, kẻo có ngày rước họa vào thân. Trong cuộc sống, ai cũng có những lúc cơ nhỡ, cần giúp đỡ. Tuy nhiên, có một kiểu người, cho dù họ có cầu cạnh, nhờ cậy bạn như thế nào, bạn cũng không nên giúp. Đó chính là kiểu người vô ơn. Người không biết đủ, bạn hết lần này đến lần khác cho họ, giúp đỡ họ. Nhưng chỉ một lần không cho, họ lập tức sẽ khó chịu với bạn. Việc gì bạn cũng nhận lời với họ, một lần từ chối, họ sẽ oán hận bạn cả đời. Bạn cần phải biết rằng, có một số người giống như loài lang sói vậy, không biết tri ân, không biết cảm ơn. Lại có một số người giống như loài rắn vậy, máu lạnh, vô tình. Với họ, sự tử tế của bạn chính là một viên kẹo, ăn rồi sẽ chẳng còn nữa. Còn những chỗ thiếu sót của bạn được họ xem như một hạt mầm, mọc rễ, đâm chồi, thâm căn cố đế. Lại có những người không lấy tấm lòng để đáp lại tấm lòng. Họ chỉ quen với việc đòi hỏi mà quên mất cảm ơn. Sự lương thiện của bạn họ xem thành nhu nhược, lòng tốt của bạn họ chẳng hề cảm kích. Tất cả những việc bạn làm họ xem như là điều hiển nhiên. Trên thế giới này có một kiểu người đáng ghê tởm nhất, đó chính là kiểu người vô ơn. Vừa được giúp hôm trước, hôm sau đã quên mất ân tình. Họ nhận được sự giúp đỡ từ bạn, nhận được ơn huệ từ bạn, nhưng lại sẵn sàng phủ nhận, lấy oán báo ơn, vô tình vô nghĩa. Những người này có xu hướng tự cho mình là trung tâm và coi thường giá trị của người khác. Người không biết tri ân, không biết ơn, thường hy vọng người khác hy sinh cho mình, mang đến lợi ích cho mình. Thích người khác giúp đỡ mình mà không muốn hồi đáp lại, dù chỉ một chút. Họ lúc nào cũng tranh thủ chiếm lấy những lợi ích vụn vặt, còn con. Người không biết tri ân, luôn coi sự giúp đỡ cũng như công sức của người khác bỏ ra là việc dĩ nhiên, hiển nhiên. Họ dễ dàng nảy sinh cảm giác oán hận, trách cứ người khác nếu họ gặp những chuyện không vừa ý mà không bao giờ quan tâm để ý đến cảm xúc của người khác. Người không biết tri ân nhất định không nên giúp đỡ. Người xưa có câu, một đấu gạo tạo ơn, một thúng gạo tạo oán. Điều này có nghĩa là khi người khác cơ nhỡ đói khổ, chúng ta tặng họ một đấu gạo, họ sẽ rất biết ơn và cảm kích. Nhưng nếu chúng ta thường xuyên giúp họ, cho họ nhiều hơn, rồi đến một lúc ngừng cho, họ sẽ quay ra trách móc, oán hận chúng ta và quên sạch những ân tình ta đã trao cho họ. Vậy đấy, với những người vô ơn bạc nghĩa, bạn giúp đỡ họ càng nhiều sẽ mất càng nhiều. Tâm họ lạnh lùng như loài rắn, độc địa như loài lang sói. Bạn càng tử tế với họ, họ càng xem thường, chẳng coi bạn ra gì. Người không có lòng biết ơn, nhất định không nên giúp đỡ, bởi giúp đến cùng, bạn sẽ chỉ nhận lại được sự tổn thương, chứ hoàn toàn không phải là sự cảm kích hay trân trọng. Chính vì thế, từ nay về sau, hãy nhìn người cho thật kỹ, muốn giúp ai cũng nên đánh giá một chút xem người đó có đáng để bạn giúp hay không. Làm việc thiện là tốt, nhưng tuyệt đối không nên mù quáng và hãy làm một cách chừng mực, bởi lòng tham con người là vô đáy. Đối với những người không biết đủ, sự lương thiện của bạn sẽ có ngày làm hại chính bản thân bạn. Bạn sẽ không thể gọi được một người đang giả vờ ngủ. Thức dậy cũng sẽ không thể nào làm thỏa mãn được một người vô ơn và tham lam. Lương thiện và nhân ái là miễn phí, nhưng nó không phải là thứ đồ rẻ mặt. Lòng tốt cần sử dụng đúng người, yêu thương cũng cần có lý trí. Nên nhớ, không phải ai cũng xứng đáng để được nhận lòng tốt và tình yêu thương. Bạn thân mến, nếu như nói thông minh là một loại thiên phú thì như vậy lương thiện chính là một loại lựa chọn. Nó là nền tảng của cuộc sống để kết nối tình thương giữa người với người. Có tâm lương thiện là tốt, nhưng phải biết cách tự bảo vệ mình, càng nên hiểu rõ dùng tâm lương thiện đúng người, đúng việc. Bạn nên nhớ trong cuộc sống này, không phải ai cũng xứng để có thể nhận được sự giúp đỡ. Trong cuộc sống có 5 loại nhờ vả, dù bạn và đối phương có quan hệ tốt đến đâu đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không nên giúp đỡ. Trong cuộc sống có 5 loại nhờ vả, dù bạn có quan hệ tốt thế nào với họ cũng tuyệt đối không nên giúp, kẻo chuốc họa vào thân. Thứ nhất, đừng giúp những việc vượt quá năng lực bản thân.
Người xưa có câu, sức hèn chớ vác nặng nhiều, nói không trọng lượng chớ điều khuyên ai. Câu này muốn khuyên mọi người chỉ nên làm những gì mà bản thân có đủ năng lực. Cho dù muốn làm việc thiện cũng nên hiểu rõ chừng mực. Những việc nằm trong khả năng có thể giúp cứ giúp. Những việc nằm ngoài khả năng đừng miễn cưỡng bản thân làm gì. Vì cái tiếng người tốt để giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết, cố ép bản thân đi giúp những việc nằm ngoài tầm với. Không chỉ tự gia tăng áp lực cho bản thân mà còn rất mất nhiều trí lực và thời gian, thậm chí có khi còn phản tác dụng. Biết cách từ chối cũng là một trong những biểu hiện của sự trưởng thành. Thực ra không giúp những việc không thể chính là lựa chọn tốt nhất cho bản thân và người khác. Vừa không tự làm khó bản thân lại có thể để người kia tự đưa ra một lựa chọn mới. Đây mới là biểu hiện trách nhiệm tốt nhất đối với bản thân và người khác. Cho nên đừng vì làm người tốt mà cái gì cũng nhận giúp, làm liên lụy bản thân, khiến bản thân mệt mỏi. Cũng đừng vì chữ xin lỗi, tôi không thể giúp của đối phương mà giận dỗi, ôm hận. Việc của bản thân nên tự mình nghĩ cách giải quyết. Muốn làm người tốt cũng nên tùy vào khả năng của mình. Như vậy mới đem lại kết quả tốt được. Thứ hai, đừng giúp những việc làm hại đến người khác. Nếu có người nhờ bạn làm những việc tổn thương người khác thì cho dù có thân thiết cũng đừng nên mù quáng giúp đỡ. Đừng vì một phút nghĩa khí nhất thời để hối hận cả một đời. Bạn sẽ mãi mãi không biết được. Bạn sẽ mãi mãi không biết được cái bạn gọi là lương thiện, là người tốt kia sẽ gây thương tổn đến người khác như thế nào đâu. Trong trường hợp này, lòng thiện của bạn lại giúp người khác làm điều ác và chính bạn cũng đang làm điều ác. Đừng giúp người khác đưa ra quyết định quan trọng. Đừng để sự nhiệt tình của bản thân dẫn người khác đến quyết định sai lầm, cũng đừng để những hạn chế của bản thân ảnh hưởng đến người khác. Tôi đã từng đọc một đoạn văn trong sách có nội dung rất đáng suy ngẫm. Đến khi bạn già rồi, nhìn lại quá khứ, nhớ lại những việc đã từng trải qua, từ việc du học đến lần đầu tiên quyết định công việc cho bản thân, từ việc chọn người yêu đến đối tượng kết hôn, tất cả đều là những thay đổi lớn trong số phận, buộc bạn phải tự đưa ra quyết định. Thế nên cho dù bạn có kinh nghiệm nhiều đến đâu, cũng đừng nên giúp ai bất cứ quyết định những việc gì quan trọng trong đời họ. Dù người đó có là người thân hay bạn thân đi chăng nữa, cũng không nên giúp họ việc này, bởi vì sau tất cả, những quyết định đó là cuộc đời của họ chứ không phải của bạn. Thứ tư, đừng giúp người khác những chuyện liên quan đến tiền bạc và lợi ích. Những người càng tốt bụng lại càng khó nhận ra ý xấu từ người khác. Đa số rất nhiều người lương thiện sẽ không để ý, cũng không nhận ra bản thân mình đang bị người khác tính kế, lợi dụng lòng tốt của họ để làm chuyện xấu. Có đôi khi, bạn dùng hết tất cả tấm lòng để giúp người ta, khiến bản thân mệt mỏi, người nhà bận tâm, nhưng đến cuối cùng chỉ nhận được sự phản bội, bị người ta cắn ngược một cái. Đây cũng là một trong những lý do mà con người trong xã hội ngày nay mang tiếng lạnh lùng vô tâm, bởi vì có quá nhiều sự lừa gạt dối trá, nên họ lựa chọn vô cảm với cuộc sống. Giữa bạn bè người thân với nhau, khi gặp khó khăn, thỉnh thoảng nhờ giúp đỡ là một việc hết sức bình thường. Nhưng người xưa có câu rất đúng, không nên có tâm hại người, nhưng nhất định phải có tâm phòng người. Vì thế những việc liên quan đến tiền bạc và lợi ích đừng nên tùy tiện giúp đỡ, phải biết thận trọng, suy xét rõ ràng. Bạn nên nhớ kỹ, bạn không chỉ có một mình, phía sau bạn còn có cả một gia đình. Vì vậy, đừng vì một phút nhất thời làm người tốt mà liên lụy những người thân yêu của mình. Thứ năm, đừng giúp những người không biết ơn, biết đủ. Đôi khi cho một nắm gạo, người ta có thể coi bạn là ân nhân, nhưng cho một bao gạo, người ta sẽ coi bạn là kẻ thù. Đưa hoa hồng cho người biết thưởng thức, người ta sẽ quay đầu mỉm cười với bạn một cái. Ngược lại, đưa cho người không biết ơn, anh ta chỉ biết soi gai trên hoa hồng và nghĩ bạn không hề có ý tốt. Lòng tốt của bạn cũng như vậy, bạn giúp những người khác nhau sẽ nhận được kết quả hoàn toàn khác nhau. Đừng tự làm bản thân mình khó xử, đừng giúp những người không biết ơn, biết đủ, đừng khiến tâm thiện của bản thân bị nhiễm bẩn bởi những người không đáng, cũng đừng để lòng tốt của bản thân bị người ta chà đạp. Đối với một người biết ơn, dù bạn chỉ giúp việc nhỏ xíu, anh ta vẫn không quên tình nghĩa. Đối với một người vô ơn, dù bạn có giúp anh ta nhiều hơn nữa, anh ta đều cho rằng sự giúp đỡ của bạn là hiển nhiên. Đến một ngày nào đó bạn không thể giúp đỡ được nữa, anh ta sẽ nghĩ rằng bạn nợ anh ta. Lòng tham của con người là vô đáy, đối với những người không biết đủ, sự lương thiện của bạn sau này sẽ chỉ làm hại bản thân bạn.
bạn sẽ không thể gọi được một người đang giả vờ ngủ thức dậy, cũng không thể nào làm thỏa mãn được một người vô ơn và tham lam. Lương thiện và nhân ái là miễn phí nhưng nó không phải thứ đồ rẻ mặt. Lòng tốt cần sử dụng đúng người, yêu thương cũng cần có lý trí. Nên nhớ không phải ai cũng xứng để có thể nhận được lòng tốt và tình yêu thương. Và để không bỏ lỡ những video mới, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.